Anh bỏ tôi, anh không yêu tôi. Tôi chết, tôi là ma ám anh cả đời. Cái gì? Để in cho người ta tự tử. Này, trước khi chết, làm đi đi. Anh nói đúng. Việc gì phải tiếc người không yêu mình. Giờ thì em đi kiếm người yêu mới. Đây là người yêu mới của em. Một ca ca xấu, cảm xúc chỉ có thể tốt hơn. Mày bị cút khỏi đây ngay. Tao có lại con như mày. Bố không đuổi con cũng đi nhá. Mệt mỏi với cái nhà lắm rồi. Này, sau này khỏi nhìn mặt nhau nữa. Làm đi đi. Mày cút. Bố vẫn nhớ ngày xưa con còn bé tí. Bố vẫn luôn bên con như thế này. Cảm ơn bố ạ. Vì tất cả. Một ca ca xấu, cảm xúc chỉ có thể tốt hơn. Thằng bạn kia đâu? Thằng bạn kia đâu rồi? Nào đấy. Mày, ai? Ai? Ai cho tao nước kia? Từ từ bình tĩnh, từ mình bàn đấy chí. Đã xong chưa? Đã xong rồi cái gì? Yeah! Này, đằng nào hai người sắp chết rồi. Thôi làm ly đi. Cái rượu đi như thế này. Em hèn vạ quá. Em đội ơn bác. Từ giờ em sẽ chăm chỉ làm ăn. Một ca ca xấu, cảm xúc chỉ có thể tốt hơn. Cầm hết, nhà có gì mang hết ra đây. Nhà không còn gì à? Ngon đấy. Mình không nên đón anh vụng túng làm liều. Thôi em đi. Khi nào em ra, anh em mình lại hàn huyên. Chú đi mạnh khỏe nhé. Vodka ca xấu, cảm xúc chỉ có thể tốt hơn.